sửa một con máy cây, trong khi đó bán 3 con laptop. Đây các bạn, 3 con laptop này mình chưa định giá, chắc là qua thời gian sưu tầm và sử dụng, bây giờ chán laptop chuyển sang sử dụng máy cây, vì vậy là sửa một con máy cây, đồng thời bán 3 con laptop để lấy tiền sửa. Nói cho vui miệng thôi các bạn, chứ tiền sửa cây làm gì thay cái gì đến 3 con laptop đúng không ạ? Trừ khi các bạn thay CPU, thay Vega mới. Đây bộ cây của chúng ta đây nhé, khá nhỏ gọn, mọi thứ khá ok. Nhưng rất tiếc là mình không để ý các bạn ý sửa xong rồi, vậy là không quay được cái video sửa chữa cho các bạn, khá tiếc. Đây là một cái cấu hình khá tối ưu cho cái vấn đề các bạn ráp để trải nghiệm, vì vậy là mình sẽ show cho bạn, sau đó các bạn có thể ráp theo. Nhưng theo quan điểm của mình, nếu các bạn mua đồ cũ cái này bây giờ thì các bạn không nên mua như này. Ngày xưa thì chúng ta mua vì nó phụ thuộc vào cái thời điểm nó sản xuất ra linh kiện ấy, có nghĩa là đi trước hay đi sau của cái lô linh kiện. Đây chúng ta thấy những cái mền đây, đầu tiên là một bộ vỏ led đúng không, cũng đơn sơ thôi, không có cái gì cả, cũng đơn sơ thôi, chỉ có đi kèm 3 fan led này, mỗi cái fan khoảng 5 chọc. Khi mua mới thì chúng ta có khoảng mất khoảng 150, cái vỏ này khoảng 400 thì nó sẽ rơi vào khoảng 550 tính đồ mới các bạn nhé. Bên B360 và ổ M2, ổ M2 thì ngày xưa đắt nhưng bây giờ thì rẻ rồi các bạn. Và CPU là i3-8001, Vega là GTX1060 bản 3GB, con này chỉ lỗi main thôi, main con này lỗi thì cũng không phải là quá khó. Tùy từng cái lỗi, một lỗi thì nó có rất nhiều cái nguyên nhân sinh ra chết, chứ không phải là chỉ có một nguyên nhân, bệnh nó giống nhau. Ví dụ các bạn đều thấy là bất kể người nào chết đều đóng vào quan tài, hoặc là cuốn chiếu thả trôi sông, thì người ta đều gọi đó là cái chết. Thì cái main hay bất kể cái máy tính gì không sử dụng được, chúng ta gọi là chết. Vì vậy là nó đánh đồng vào nhé. Nhưng mà main chết thì có con sửa được con không, hoặc Vega cũng vậy. Vì vậy là phải kiểm tra, chứ đừng bảo là anh ơi main em không lên hình có sửa được không. Sửa bằng niềm tin và hy vọng khi mà không chặt tay vào đúng không ạ. Chắc là một con nguồn 4 hoặc 500W chúng ta cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đi test cái hiệu năng của i3-8001, RAM 8GB và GTX1060 bản 3GB các bạn nhé. 1060 bản 3GB bây giờ có giá khoảng ngót nghét là sấp xỉ 5 triệu rưỡi đến 6 triệu đấy các bạn. Tùy từng bản, tùy từng độ đẹp, có nghĩa là cái biên độ dao động từ LED RGB điều khiển được này. Các bạn nhìn này, mình điều khiển cho các bạn xem nhé. Một màu xanh chấm thêm vàng, vàng đấy chưa? Đấy chưa? Chất chưa? Trắng này. Vậy là phong thủy nào cũng có thể dùng được các bạn nhé. Automatic này, tăng độ nháy hơn này. Một bộ này cả fan cả hấp thì nó rơi vào khoảng ngót nghét 380 đến 400, tùy vào cái chất của fan. Nếu hàng có xịn sò ai thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đây là 4 fan này, và cũng tùy vào cái giá của cái thời điểm các bạn ý mua các bạn nhé. Vỏ cây khá nhỏ gọn, chắc chắn led cũng khá đẹp. Tiếc là ở đây vẫn phèn ở cái chỗ là bỏ thêm khoảng 150, thay quạt CPU khác là ok. Đây nhá, cấu hình của nó các bạn có thể nhìn, main B360 DV3, chip i3-8001, cái dòng 7001, 6001 hay là dòng đầu 4, đầu 3 đều là hai lõi hai luồng nhá, hoặc là hai lõi 4 luồng tùy từng cái phiên bản. Nhưng ở đây i3-8001 là 4 lõi 4 luồng, ở cái dòng đầu 8 đổ lên là nó thêm cái số lõi rồi. Và các bạn nhìn các màn hình kìa, GTX1060 bản 3GB và RAM là 16GB. Đây là một bộ khá lý tưởng nhé. Ở đây có một cái nhược điểm là con i3-8001 bây giờ hiện tại đang đắt tiền hơn i3-9100F. Có lẽ là khi bạn ấy ráp cây, cái dòng i3-9100F nó chưa ra, vì vậy là ráp 8001 vào đây nó hơi phí, hơi phí về mặt tiền. Trải nghiệm game thôi, Tùng ý cũng không cần trải nghiệm đâu ạ. Đây, PUBG, các bạn lại thấy chán rồi đúng không? Chúng ta vẫn cái game cổ lỗ sĩ mà ngày ngày mình đã test đến mòn game, nhưng có biết chơi game gì khác đâu. Và cũng không biết bình luận game như nào, vì đơn giản là cái công việc làm không hết. Quay để test trải nghiệm cho những cái bạn khách hàng bảo yêu cầu quay test hộ bạn ý, tiện là test đồ để xem nó có cái tỷ lệ rủi ro trước khi trở về nhà khách hay không thôi. Chúng ta sẽ xem. Đây, hôm nay này nhớ là bật cái thông số này, CPU 96, GPU 98. Vậy là i3-8001 rất hợp với 1060 bản 3GB nhá. Chúng ta thử xem kéo móc được cấu hình hay không. Như này là ok, khoảng 90% có thể trả khách hàng rồi.
90% chứ không phải là 100%. 100% là khi các bạn trả tiền rồi, về đến nhà dùng nó vẫn có rủi ro, vì vậy đồ điện tử nó mới có bảo hành. Toàn bộ đồ điện tử sửa chữa NOI đều được bảo hành 1 tháng, và trong cái thời gian bảo hành nếu không bảo hành được, mình hoàn trả chi phí 100% các bạn nhé. Sâu cấu hình xem được mức gì nào. Kéo mắc lên xem có thể chơi được không. Thoải mái. Thoải mái các bạn nhé. Cấu hình này thoải mái rồi, không có bận tâm gì cả. Ok. Chúc em nó về với chủ nhân có thể bền bỉ với thời gian. Và quan trọng là mình vẫn câu nói cũ nhá, hương khói đèn nhang xoay phong thủy cho cẩn thận. Và đồ điện tử thì không nói trước được cái gì cả, nay sống mai chết, vì vậy là tránh những cái môi trường nổ.